Hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2022, Hội Hoa Đức kết hợp với địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao cho một bé Di ở ấp Tân Hùng, xã Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ nhất do nhà tài trợ Di Sình Hùng, Di Tắc Hùng ở Canada tài trợ. Tôi cũng xin thay mặt cho địa phương, xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ đã giúp cho em 500.000 đồng. Con cảm ơn Hội Hoa Đức đã cho con 500.000, con vui lắm không?